Sách sáng thế ký chương 37 giấc mộng của Joseph. Jacob định cư tại xứ Canaan, nơi cha mình đã cư ngụ. Joseph con Jacob đã lên 17, thường đi chăn chiên cho cha mình với các anh là con của Bila và Sinba. Nhưng Joseph nói cho cha biết các việc xấu họ làm. Jacob thương Joseph hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Jacob đã cao tuổi. Jacob cho Joseph món quà đặc biệt, một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ. Các anh Joseph ganh tị vì thấy cha thiên vị, nên họ không còn dịu ngọt với Joseph nữa. Một đêm, Joseph nằm mộng, sáng hôm sau liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét. Các anh nghe đây, tối qua tôi nằm mộng, thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn bó lúa của các anh đều xung quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi. Các anh bảo, thế là mày muốn làm vua chúng ta sao? Họ càng ganh ghét vì câu chuyện chiêm bao và vì lời nói của Joseph. Joseph lại nằm mộng và thuật cho các anh. Các anh hãy nghe chiêm bao của tôi. Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi xuống trước mặt tôi. Joseph nói với cha và anh em mình. Cha của trách Joseph về những lời này. Mộng mị gì quái gở thế? Không lẽ cha mẹ, anh em đều phải cúi mọp trước mặt mày sao? Các anh càng căm tức, nhưng cha lại lưu ý đến điều ấy. Âm mưu thủ tiêu Joseph. Một hôm, các anh của Joseph dắt các bầy vật đến đồng cỏ Sichem. Israel bảo Joseph, các anh con đang chăn bầy tại Sichem, phải không? Con đi xem chúng nó mạnh giỏi thế nào, bầy vật ra sao rồi về cho cha biết. Joseph thưa, vâng ạ, con đi ngay. Từ Hebron, Joseph lên đường qua Sichem, nhưng đi lạc vào một khu đồng không mông quạnh. Một người bắt gặp hỏi Joseph, cậu đi tìm ai? Joseph đáp, tôi đi tìm các anh tôi, xin ông cho biết họ chăn bầy tại đâu. Người ấy nói, họ đi nơi khác rồi, tôi nghe họ rủ nhau đi Đô Than. Joseph tìm đến Đô Than để gặp các anh. Thấy Joseph còn ở đằng xa, các anh âm mưu giết em. Kìa, thằng nằm mộng đến đây rồi. Anh em ta hãy giết nó, vứt xác dưới hố, rồi báo cho cha rằng nó bị thú dữ ăn, để xem giấc mộng của nó có thành hay không. Nhưng Ruben muốn cứu Joseph liền bàn ra. Đừng giết nó, đổ huyết nó ra làm chi. Chỉ quăng nó xuống hố trong sa mạc. Thật ra Ruben lập mưu cứu em để nó an toàn về với cha. Joseph vừa đến nơi, các anh xúm nhau lột chiếc áo choàng sặc sỡ và quăng Joseph vào một cái hố cạn, không có nước. Joseph bị bán làm nô lệ. Các anh của Joseph đang ngồi ăn, chợt thấy một đoàn lái buôn Ả Rập, cưỡi lạc đà, chở nhũ hương, dầu thơm và nhựa thơm từ xứ Galaad thẳng tiến xuống Ai Cập. Judah đề nghị, đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Ả Rập là lợi nhất, chứ giết nó rồi tìm cách phi tang cũng chẳng ích gì. Anh em đừng giết nó, vì nó là đứa em ruột thịt. Họ đều chấp thuận đề nghị ấy. Khi các lái buôn Ả Rập đến nơi, họ kéo Joseph lên khỏi giếng và bán em cho người Ả Rập được 20 miếng bạc. Joseph bị đem xuống Ai Cập. Ruben quay lại giếng cạn tìm Joseph, không thấy em đâu cả. Ruben xé áo chạy đến bảo các em, đứa bé mất tích rồi, biết làm sao bây giờ? Các anh em chọc huyết một con dê, nhúng áo choàng của Joseph vào huyết và gửi áo về cho cha với lời báo cáo, chúng con tìm được chiếc áo này, xin cha xem có phải là của Joseph không. Jacob nhận ra áo đó của con nên than rằng, đúng là áo của con trai.
Đúng là áo của con ta. Một thú dữ đã xé xác và ăn thịt nó rồi. Jacob sẽ toạc áo sống, mặc bao gai và để tang cho con mình một thời gian dài. Các con trai, con gái cố gắng an ủi cha, nhưng cha họ gạt đi. Không, cha cứ khóc cho nó đến ngày xuống mồ. Jacob thương tiếc con. Trong khi đó, bọn lái buôn Ả Rập xuống Ai Cập bán Joseph cho Potiphar, quan chỉ huy ngự lâm quân của vua Ai Cập.